Trải nghiệm giường động đất thú vị. Hôm nay anh kỹ sư mời một chị gái đến để trải nghiệm chiếc giường động đất mà mình vừa chế tạo. Cảm giác ban đầu nói chung là nó khá êm ái và rộng rãi. Tất nhiên là nó còn có một chức năng đặc biệt khác mà mọi người sẽ được xem ngay sau đây. Sau tiếng đếm ngược của anh trai, chỗ chị gái nằm bỗng nhiên rơi xuống và cửa bên trên đóng lại. Đèn bật sáng và chị gái thấy mình đang ở trong một căn phòng với các vật dụng cần thiết xung quanh. Bên trái chị là bốn chai nước lọc cỡ một lít, một bình dưỡng khí cho trường hợp thiếu oxy dịch xuống bên dưới là một chiếc tủ chứa các đồ ăn khô hoặc đóng hộp. Quay sang bên phải là một bình cứu hỏa và bồn cầu mini. Hiện chị chưa rõ bồn cầu này sẽ được sử dụng như thế nào. Cạnh đó là máy phát điện chạy bằng cơm và có thể dùng để tập thể dục lúc buồn. Ngoài ra còn có cả máy chiếu phim ở đây. Xem không khác gì giường nằm vip ở dạp, nhưng làm thế nào để những người cứu hộ có thể tìm thấy chúng ta? Rất đơn giản, chỉ cần nhấn nút cầu cứu thì một âm thanh cực lớn sẽ được phát ra. Mọi người có thích một chiếc giường như thế này không? follow mình để xem thêm nhiều clip thú vị nữa nha